Chúng ta nói xong bước 1 đấy là nộp đơn yêu cầu bổ tục phá sản và những cái liên quan. Bước 2 ấy, đấy là hội nghị chủ nợ. Đấy, hội nghị chủ nợ. Thì hội nghị chủ nợ này sẽ từ điều 75 đến điều 86. Ở đây thẩm phán đây đúng không? Sẽ triệu tập những người có quyền, đấy, có quyền đang bị đe dọa ấy, quyền lợi đang bị đe dọa nhiều nhất, đây là những cái chủ nợ đúng không? Những cái chủ nợ là cái quyền lợi họ đang bị đe dọa nhiều nhất. Thì đấy, cái hội nghị chủ nợ này sẽ xem là gì? Để xem là cứu nó hay là để nó chết, đúng không? Cứu cái doanh nghiệp này hay để doanh nghiệp này chết. Cụ thể là gì? Nếu mà cứu nó thì sẽ đưa ra thủ tục phục hồi đúng không? Còn ấy, nếu mà không cứu sẽ tuyên bố phá sản này và đình chỉ giải quyết phá sản nữa, đúng không? Đấy, có ba cái như này. Và đây chúng ta xem cụ thể nhá, trong cái hội nghị chủ nợ này thì các bạn cần quan tâm để thẩm quyền triệu tập này, thành phần tham gia này, cũng như là biểu quyết như thế nào này, đúng không? Hay cũng giống như họp ở trong các công ty rồi đúng không? Họ là thành viên hay gì đấy chẳng hạn. Hay cái này cũng vậy, cũng phải xem là ai triệu tập đúng không, và triệu tập rồi họp như nào, các thứ kiểu. Cụ thể đây, mình sẽ nói cho mọi người về thẩm quyền triệu tập và thành phần tham gia trước. Về thẩm quyền triệu tập ấy thì các bạn nhớ giúp mình, chúng ta sẽ xem ở điều 75. Điều 75 luật phá sản, cụ thể người ta nói rất rõ, thẩm phán sẽ có quyền triệu tập, nhớ nhá, thẩm phán triệu tập. Và thứ hai, thành phần tham gia ý chủ nợ thì chúng ta sẽ có là gì? Những thành phần là có quyền tham gia và những thành phần là có nghĩa vụ phải tham gia, đúng không? Quyền là gì? Có thể tham gia hoặc không, đúng không? Có thể tham gia hoặc không, còn này là bắt buộc nhá, bắt buộc phải tham gia. Đấy, có những chủ thể như thế. Thì đây này, về quyền tham gia ấy, chúng ta xem trong điều 77 luật phá sản. Cụ thể này có ba cái đối tượng ở đây. Đầu tiên là gì? Chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ, đấy thì có quyền tham gia đúng không? Thứ hai, đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn, đấy cũng như chủ nợ thôi đúng không? Đấy cũng là những người mà cái công ty doanh nghiệp này đang nợ tiền thì cũng giống như là chủ nợ thôi đúng không? Nhưng mà tuy nhiên nó là một cái đối tượng khác để làm việc với công ty và công ty nợ lương đúng không? Và thứ ba là gì? Người bảo lãnh sau khi trả nợ thay cho doanh nghiệp. Đấy, ok, chủ nợ không bảo đảm ấy. Không bảo đảm, đúng không? Thì được họp. Còn chủ nợ có bảo đảm không được họp nhá. Mình đã nói rồi, có bảo đảm tức là bản chất là cái doanh nghiệp này đã trả tiền cho ông mình ngay từ thời điểm đầu tiên rồi đúng không? Có bảo đảm tức là bảo đảm hết giá trị rồi đấy. Thì khi đó sẽ không được họp đâu. Tiếp theo này. Nghĩa vụ tham gia. Cái nghĩa vụ tham gia ấy là bắt buộc đúng không? Thì sẽ bao gồm người nộp đơn. Người nộp đơn bắt buộc tham gia nhá. Và thứ hai, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc ủy quyền văn bản cho người khác, tóm lại là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện đúng không, thì sẽ phải tham gia. Vì đây là gì? Đang xử ông đấy, đang xem ông có phá sản hay không, mà ông không tham gia thì bây giờ biết thế nào đúng không, bắt buộc ông phải tham gia đó. Thì đấy nhá, đây là thẩm quyền triệu tập và thành phần tham gia hội nghị chủ nợ, đơn giản vậy thôi. Tiếp theo này, mình sẽ nói cho mọi người đến cái điều kiện tiến hành và thông qua nghị quyết đúng không. Đấy thì người ta có thể hỏi ta nghị quyết này có được thông qua không đúng không, rồi cuộc họp này có tiến hành không. Đấy, theo điều 79 nhá, người mở điều 79 luật phá sản. Đấy, ở đây văn bản quy phạm ấy nó có cái luật phá sản ở cuối đúng không, luật phá sản chúng ta ở cuối, mình định là khi nào trước bài tập mình mới mở cho mọi người. Đây là luật phá sản, các bạn thấy đây đúng không, luật phá sản từ trang 365 đó, từ trang 365 mình đang định là vào bài tập mình mới mở đúng không. Còn đây mình đã trích hẳn ra đây rồi đấy, cho nên chúng ta không cần mở đâu. Đấy, mọi người mở ra xem cũng được đúng không. Thì nhá, các bạn nhớ giúp mình, điều kiện tiến hành và thông qua nghị quyết của hội chủ nợ phải có đủ hai điều kiện như sau. Điều kiện thứ nhất, số chủ nợ tham gia đại diện cho số nợ bằng 51% tổng số nợ không bảo đảm, nhớ nhá, nợ ở đây phải là nợ không bảo đảm, nhớ thế giúp mình. Nợ có bảo đảm thì mất đi rồi đúng không, không được tham gia đâu, không tham gia họp đâu. Đây đây, đầu tiên là về điều kiện tiến hành nhá, mình đang nói về điều kiện tiến hành được không, mình nhớ giúp mình. Điều kiện tiến hành, đây đây, về điều kiện tiến hành này phải có đủ hai điều kiện nhá. Điều kiện tiến hành đây là phải có đủ hai điều kiện, thứ nhất là số chủ nợ tham gia đại diện cho lớn bằng 51% tổng số nợ không bảo đảm, và thứ hai là gì, có sự tham gia của quản tài viên doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở tục phá sản. Đấy, đủ hai điều kiện như thế thì nó được tiến hành. Đấy, cái tỷ lệ này mọi người phải nhớ nhá, 51% lớn bằng 51% thì mới được. Tiếp theo đấy là thông qua nghị quyết đúng không, thông qua nghị quyết là chúng ta xem điều 81. Điều 81 là phá sản đúng không, thì cụ thể này ta xem đây, điều 81 cụ thể nó sẽ như nào. Thông qua nghị quyết ấy, thì nó phải có lớn hoặc bằng 1/2 số chủ nợ không bảo đảm có mặt tại hội nghị chủ nợ, đại diện cho lớn hoặc bằng 65% tổng số nợ không bảo đảm trở lên, đồng ý tán thành. Đấy, ok nhá. Thì mình có thể mở điều 81 ra cho mọi người xem rõ hơn này. Điều 81, đây, hội chủ nợ này đúng không? Triệu tập này, quyền tham gia này, nghĩa vụ tham gia này. Đấy, điều kiện nộp lệ này. Rồi ở đây là điều 81 đúng không? Khoản 2 đây. Nghị quyết của hội chủ nợ được thông qua khi có quá nửa tổng số chủ nợ không bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành. Đấy, ok nhá. Nghị quyết của hội chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đối với cả chủ nợ. Ok, toàn như thế thôi. Được không? Hôm qua này khi có quá nửa tổng số chủ nợ không bảo đảm có mặt
Thứ nhất là có mặt đấy nhá. Và thứ hai là gì? Đại diện cho từ 65% tổng số nợ không bảo đảm trở lên, biểu quyết tán thành. Ok nhá. Giản vậy thôi. Đó, giá trị pháp lý thì làm sao? Ràng buộc với tất cả chủ nợ. Đấy, mình đã nói rồi, theo khoản 2, điều 81. Được chưa? Để về nghị quyết nhá, các bạn nhớ giúp mình. Ok. Tiếp theo là cái thứ ba đúng không? Nếu mà hội nghị chủ nợ làm sao? Hội nghị chủ nợ mà đồng ý cho phục hồi hoạt động kinh doanh chẳng hạn thì giờ chúng ta sẽ xem như thế nào đúng không? Thì đây mình sẽ nói cho mọi người về cái thứ ba, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh. Cụ thể này, hội nghị chủ nợ lần 1 theo cái số 2 chúng ta đã học đúng không? Hội nghị chủ nợ lần 1, đấy, hội nghị chủ nợ lần 1 thì ra quyết định là gì? Đồng ý phục hồi hoạt động kinh doanh. Thì khi đó ấy, thẩm phán sẽ ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi. Sau đó cái doanh nghiệp và hợp tác xã này phải xây dựng phương án đúng không? Phải xây dựng phương án phục hồi rồi xin ý kiến mọi người. Rồi xin ý kiến mọi người nhá. Thì khi đó thẩm phán đúng không? Và mọi người xem xét trong 15 ngày. Đấy, thẩm phán và các chủ nợ đấy xem xét trong 15 ngày. Sau đó là triệu tập đúng không? Triệu tập hội nghị chủ nợ lần thứ hai. Đấy, đây là hội nghị chủ nợ lần thứ hai này. Đó, trong vòng 10 ngày sau đấy. Thì ở cái cuộc hội nghị chủ nợ này lần thứ hai này đúng không? Nếu mà ok đúng không? Nếu mà thấy là xây dựng phương án phục hồi này thấy ok rồi, ổn rồi thì khi đó ấy, sẽ ra quyết định là gì? Ra nghị quyết thông qua phương án phục hồi. Và cái này nghị quyết này cũng phải là sao, cũng phải biểu quyết đấy như đã nói đúng không, 65% tỷ lệ như vừa nãy. Xong sau đó là thẩm phán sẽ ra quyết định công nhận nghị quyết nếu mà thông qua được đúng không, và sau đó ấy, sẽ cho doanh nghiệp thực hiện phương án phục hồi động kinh doanh. Ok được không? Rất là dễ vậy thôi nhá. Để thủ tục phục hồi lần lượt các bước như vậy. Và ở đây cái việc là gì, thực hiện phương án phục hồi động kinh doanh ấy thì nó phải chịu những cái sự giám sát đúng không, rồi thời hạn này, rồi sửa đổi này hay đình chỉ này, thì chúng ta sẽ xem ở các cái điều như thế đúng không. Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì các bạn nhớ, vì đây là gì, đây là một cái phục hồi đặc biệt đúng không, phục hồi đặc biệt cho nên ấy sẽ bị giám sát, là sẽ bị giám sát theo điều 93 này. Giám sát thực hiện thì sẽ có gì, thẩm phán giám sát cũng như là các cái chủ thể khác như kiểu trụ nợ các thứ ấy đúng không. Và thứ hai, thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh theo điều 89 để mở ra đúng không, xem thời hạn là bao lâu. Đấy. Tiếp theo, sửa đổi bổ sung phương án hoạt động kinh doanh để có thể sửa đổi bổ sung đúng không, theo điều 94. Đó cũng là đình chỉ tục phục hồi động kinh doanh, như kiểu là phục hồi thành công rồi đúng không, thời hạn là 3 tháng nhưng mà 1 tháng là phục hồi thành công rồi thì sẽ đình chỉ lại thủ tục đó, không thực hiện nữa vì là thực hiện xong rồi đúng không. Ok nhá. Thì đấy là về cái thủ tục phục hồi động kinh doanh, mấy cái này mình đọc thêm mấy cái điều này nhá. Và nếu mà vào câu hỏi hay vào bài tập ấy, nếu mà nó xuất hiện những cái này thì mình lại quay lại mình chữa cho các bạn được không. Còn bây giờ thì chúng ta chuyển đến phần tiếp theo luôn, đấy là tuyên bố doanh nghiệp hợp tác bị phá sản. Thì ấy, cái cách là gì, tuyên bố doanh nghiệp hoặc một hợp tác xã bị phá sản ấy, nó có là ba trường hợp, ba trường hợp đúng không. Trường thứ nhất ấy đấy là quyết định tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn. Đấy, thủ tục rút gọn thì đây sẽ là theo điều 105. Thì đây ấy, theo thủ tục rút gọn là như thế nào thì mình sẽ giải thích cho mọi người một chút. Đấy là như kiểu là gì, cái doanh nghiệp đó không còn gì nữa rồi đúng không, chẳng còn gì để phục hồi nữa rồi. Đấy là cái phí phá sản lúc nãy mình nói đúng không, nộp đơn phải nộp cả phí phá sản, nhưng mà bây giờ là phí phá sản không nộp được nữa đúng không, phía sản bây giờ cũng không nộp được thì giờ tuyên bố phá sản luôn đúng không, tuyên bố phá sản luôn nhá. Đó, ngắn gọn luôn, tuyên bố thẳng phá sản luôn chứ không có hội nghị chủ nợ hay là cái gì các kiểu nữa đúng không. Thế tốn kém mất thời gian, bây giờ đã biết là nó không còn một cái gì nữa rồi, phục hồi không phục hồi rồi, bây giờ tuyên phá sản luôn cho nhanh. Đấy, còn đấy nếu mà theo điều 106 thì quyết định tuyên bố phá sản khi hội nghị chủ nợ không thành. Đấy, ở đây là sao, hội nghị chủ nợ không thành tức là gì, tức là ấy, thẩm phán triệu tập hội nghị chủ nợ nhưng mà không thành đúng không, tức là không ai đi chẳng hạn. Đấy, hoặc là gì, thành nhưng mà không thông qua nghị quyết, không qua được cái nghị quyết nào hết thì khi đó cũng tuyên bố phá sản luôn. Ok nhá. Và ấy, theo điều 107 đấy là quyết định tuyên bố phá sản sau khi có nghị quyết của hội nghị chủ nợ, tức là gì, nếu mà theo điều 107 đấy là ở đây là hội nghị chủ nợ có thành rồi đấy đúng không, hội nghị chủ nợ có thành tuy nhiên là gì, thành nhưng mà lại thông qua cho nó phá sản đấy, hoặc là phục hồi nhưng mà không phục hồi được đấy, thì khi đó làm sao, tuyên bố phá sản thôi theo nghị quyết của hội nghị chủ nợ. Ok nhá. Đấy thì có ba cách như vậy, các bạn hiểu không, có ba cách theo điều 105, 106 và 107. Đó, rất là dễ vậy thôi. Tiếp theo này, một chút là đến hậu quả pháp lý của doanh nghiệp nhá. Hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì này, hậu quả của doanh nghiệp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì nó sẽ có một số hậu quả như sau. Thứ nhất, doanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng ký doanh nghiệp, đúng rồi, bên phá sản thôi xóa tên đi đúng không, để lại tên làm gì. Thứ hai, không miễn trừ trách nhiệm tài sản đối với chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh. Đây là 110 thì mình đã nói rồi đúng không, về bản chất ấy là chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh ấy là gì, là chịu trách nhiệm là vô hạn đúng không, trách nhiệm vô hạn tức là nếu công ty không trả được nợ thì mấy ông này phải tự trả hết đúng không, tự trả hết nợ luôn. Đấy, mình đã chỉ các bạn rất là rõ ở trong chương 2 rồi nhá.
Cho nên đây xem sao, không miễn trừ trách nhiệm tài sản đối với chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh trong công ty hợp danh. Và thứ ba là gì? Hạn chế quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo điều 130. Đấy, tức là ấy, mấy cái chủ sở hữu của những doanh nghiệp bị phá sản rồi ấy, đúng không? Thì sẽ bị hạn chế quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo điều 130, các bạn có thể đọc thêm đấy nhá. Bị hạn chế, không thể hạn bao lâu đấy, đúng không? Thường có thể là mấy năm. Ok. Và đấy, sau cái bước là gì? Tuyên phá sản rồi thì đến bước cuối cùng đúng không? Đấy là thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp hợp tác xã đó bị phá sản. Chúng ta xem đúng không? Cái việc thi hành này thì sẽ như thế nào? Thì đây lại đưa ra các cái điều cho chúng ta thôi. Đầu tiên là thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo điều 120. Rồi đến yêu cầu quản tài viên doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản tổ chức thực hiện cái việc thanh lý này theo điều 121, định giá tài sản và bán tài sản đúng không? Theo điều 122, 124. Đấy, thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm, nếu có vi phạm mới sẽ thu hồi lại đúng không? Theo điều 125. Đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo điều 126. Mà chúng ta còn cần phải một cái rất quan trọng, đấy là thứ tự phân chia tài sản theo điều 54. Đấy, thứ tự phân chia nhá, mọi người rất là nhớ rõ, bởi vì nhiều lúc là gì, chúng ta sẽ có một cái dạng bài đấy là phân chia tài sản đúng không? Phân chia tài sản cũng giống như cái dạng mà phân chia di sản ở trong cái tốc độ đại cương ấy đúng không? Chúng ta học phân chia di sản đấy với cái người thừa kế đấy, thì bây giờ cũng giống như vậy, đây là phân chia tài sản đúng không? Khi mà bị phá sản ấy sẽ phân chia tài sản, chúng ta sẽ xem là phân chia như thế nào đúng không? Theo 54. À, và chúng ta nói một chút đấy là công việc trước khi phân chia tài sản ấy, để xem thì đầu tiên phải xem là gì, xác định tiền lãi đối với các khoản nợ theo 52 và xử lý khoản nợ có bảo đảm là điều 53 đúng không? Còn nợ có bảo đảm ấy thì các khoản nợ có bảo đảm này chúng ta xem đúng không? Ví dụ ấy, như mình đã nói đây là vay vay 500 triệu đúng không? Vay 500 triệu mà mình thế chấp căn nhà đó ví dụ 500 triệu chẳng hạn thì bây giờ sẽ xử lý luôn đúng không? Đấy là gọi là nợ có bảo đảm rồi. Đấy, nợ có bảo đảm thì cái đó là cho trả nợ ông này luôn đúng không? Bán nhà đi trả nợ ông này. Đấy, nhưng mà có trường hợp là gì? Cái nhà này còn lớn giá hơn đúng không? Lớn giá hơn như kiểu là 700 triệu chẳng hạn thì sao đúng không? 700 triệu, nhà 700 triệu thì bây giờ làm sao? Trả giả sử là trả cả gốc cả lãi là của ông này là 550 triệu đi thì bây giờ trả 550 triệu đúng chưa, 550 triệu thì vẫn còn lại bao nhiêu, vẫn còn lại là 150 triệu thì gộp vào tài sản còn lại của công ty để trả cho những ông mà không có bảo đảm kiểu như vậy, bạn hiểu không? Đấy, đây chính là xử lý khoản nợ có bảo đảm nhá, rồi dễ vậy thôi, mọi người sẽ đọc thêm đúng không? Mà cuối cùng là gì, đây cái bước cuối cùng của chúng ta này rất là quan trọng trong cái việc là phân chia tài sản theo thứ tự đấy, chứ không phải là theo ai cũng được đâu, mà chúng ta phải theo thứ tự trước đúng không? Thứ tự theo điều 54. Cụ thể này, thứ nhất đấy là phải trả phí phá sản trước. Sau đó thứ hai là gì nhỉ? Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc hoặc bảo hiểm xã hội của người lao động. Đấy nhá, người lao động sẽ được ưu tiên thứ hai. Đấy, người lao động còn trước ở các chủ nợ cơ. Tại sao mình cũng đã nói cho mọi người rồi đúng không? Bởi vì ấy, bản chất là người lao động là một cái đối tượng gì rất là mong manh dễ vỡ đúng không? Rất là mong manh dễ vỡ và rất là thụ động cho xã hội. Đấy, cho nên phải bảo vệ quyền lợi người ta trước. Đấy, nếu mà ấy, cái người lao động mà mất quyền lợi đấy thì không phải chuyện đùa đâu đúng không, sẽ xảy ra rất là nhiều thứ đấy. Đấy, cho nên đấy sẽ được ưu tiên đặt ở thứ hai. Thứ ba là gì, khoản nợ phát sinh sau khi mở tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh đấy, nhưng cái việc là gì, phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng mà bây giờ lại nợ nhiều hơn đúng không, đấy những cái chi phí lại nợ nhiều hơn thì bây giờ phải trả thứ ba đúng không, khoản nợ phát sinh ấy sau khi mở tục phá sản và nhằm mục đích là phục hồi hoạt động kinh doanh thì vẫn là gì, đấy những cái liên quan đến phí thôi đúng không, kiểu như vậy. Và cuối cùng là gì nhỉ, cuối cùng thì mới đến nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và các khoản nợ không có bảo đảm. Đây, các khoản nợ không có bảo đảm của các chủ nợ không bảo đảm ấy thì nó sẽ đứng cuối cùng. Cho nên ấy, mình đã thấy người ta sẽ có quyền là gì? Nộp đơn đúng không? Nộp đơn. Bởi vì ấy, người ta rất là rủi ro và người ta đứng cuối cùng lận mà, đúng không? Trong trường hợp ấy mà trả hết cho những cái này mà hết tiền thì không cũng không trả cho cái này được, đúng không? Đấy, cho nên họ sẽ có quyền là nộp đơn rất là sớm ấy, đúng không? Ok. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư là như vậy. Đấy, các bạn chia nhá thì các bạn phải chia lần lượt theo thứ tự như thế. Đấy, các bạn nhớ như thế giúp mình, đúng không? Phân chia giảm theo tự theo điều 54. Ok nhá. Đấy, và lần lượt phí phá sản trước, xong đến những khoản cho người lao động là cái thứ hai, xong đến là gì? Những khoản nợ đấy, sau khi mở thủ tục phá sản và nhằm mục đích là phục hồi động kinh doanh ấy. Đấy thì đấy là cái thứ ba. Và cuối cùng thì mới là gì? Những nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như là kiểu thuế đúng không? Kiểu nợ thuế đấy. Thuế và các khoản nợ không có bảo đảm. Đấy như kiểu là gì? Vay bây giờ không bảo đảm gì hết hoặc là bảo đảm một phần cũng được đúng không? Nợ không bảo đảm hoặc bảo đảm một phần cũng được nhá. Bảo đảm một phần thì bây giờ cũng trả nốt kiểu vậy. Được chưa? Không bảo đảm một phần. Thế thôi. Ok chưa nào? Đấy, theo điều 54, các bạn nhớ thế giúp mình nhá. Đó thì mình chỉ nói sương sương như vậy thôi. Thì khi nào vào bài tập ấy, mình sẽ quay lại mình nói cái này rất là rõ đúng không? Vì nó hỏi khá là nhiều. Đấy, tiếp theo mình có thể phân biệt một chút về phá sản và giải thể. Đấy, cái nội dung cuối cùng. Thì đây trong chương 2 mình cũng đã nói các bạn rồi đúng không? Các bạn đọc thêm giúp mình về cái, mấy cái việc là giải thể. Được chưa?
như kiểu là chia tách xác nhập giải thể doanh nghiệp ấy. Thì bây giờ ấy mình sẽ phân biệt cho các bạn, đấy là phá sản với giải thể, đúng không? Phá sản với giải thể đấy, đây lý do đây, phá sản là gì? Mất khả năng thanh toán đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu. Còn giải thể là gì? Không đồng nhất với các loại hình doanh nghiệp và rộng hơn thì do phá sản, đúng không? Rộng hơn nó sẽ giải thể luôn đấy, đúng không? Bản chất của thủ tục là gì? Là tư pháp, như mình đã nói rồi, tòa án, đúng không? Có lẽ là cũng hành chính do doanh nghiệp tự, đúng không? Tự giải thể. Hậu quả pháp lý là gì? Không phải bao giờ cũng dẫn đến doanh nghiệp chúng ta chấm dứt hoạt động, bị xóa tên. Bởi vì làm sao? Họ có thể phục hồi được kinh doanh mà. Không phải bao giờ cũng thế, đúng không? Trong cái phá sản này thì cái bước đầu tiên ấy, đúng không, là họp các thứ đấy rồi xem là có cho gì, có cho phục hồi được kinh doanh không. Đấy, nếu mà cho thì gì? Phục hồi, đúng không? Phục hồi thì có phải là ở đây là không phải bao giờ cũng dẫn đến là chấm dứt hoạt động và bị xóa sổ không, phải xóa tên không? Đấy, có thể trường hợp là họ phục hồi được lại, đúng không? Còn nếu mà giải thể ấy, thì sẽ chấm dứt hoạt động và xóa tên chắc chắn luôn. Thái độ của nhà nước là gì nhỉ? Nhà nước có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh đối với chủ sở hữu hay người quản lý điều hành. Đấy, trong trường hợp, đúng không? Mình đã nói rồi, như kiểu là đình chỉ tham gia vào hoạt động kinh doanh trong bao nhiêu năm chẳng hạn, đúng chưa? Còn ấy, với giải thể thì sao? Vẫn có quyền tự do kinh doanh của chủ sở hữu, đúng không? Đấy, không bị hạn chế, đúng không? Đấy, giải thể rồi thì đi thành lập doanh nghiệp khác luôn cũng không sao. Nhưng mà nhiều lúc ấy phá sản rồi ấy, mà chủ sở hữu muốn đi thành lập doanh nghiệp khác luôn cũng hơi khó đấy, chưa? Ok nhá, để phân biệt một chút về phá sản với giải thể. Thì đây mình chỉ phân biệt cho mọi người hiểu rõ hơn thôi. Bây giờ chúng ta thi không có mấy cái câu lý thuyết này nữa, đúng không? Toàn là có pháp hay không có pháp thôi. Đấy, mọi người có thể đọc đề mình đã để trên drive cho mọi người. Nó sẽ không còn những câu kiểu so sánh này nữa, nhưng mà mình vẫn so sánh cho mọi người hiểu hơn thôi nhá. Ok, thì về nội dung của chúng ta, cái nội dung của chúng ta về cái chương này là kết thúc tại đây, rất ngắn gọn thôi, đúng không? Và như đã hứa, đấy là sau khi mà mình nói xong phần lý thuyết, mình sẽ chuyển sang chữa bài tập cho mọi người. Cụ thể chúng ta cùng nhau chữa bài 36 đến bài 39 trong bộ luật kinh tế trang 36. Đó, thì đây là những cái bài cuối cùng rồi, đúng không? Ngoài ra thì còn những bài tổng hợp ở đằng sau nữa. Thì để mình xem, nếu mà mình có thời gian mình sẽ chưa nốt cho mọi người. Còn nếu mà không có thời gian thì mọi người sẽ tự làm thôi, đúng không? Và tổng hợp từ trang 44 ấy, từ trang 44 thì nó sẽ có bao nhiêu bài đây? Mình xem nhá. Nó có 4 bài. Rồi, nó có 4 bài từ trang 44 trở đi. 4 bài tập tổng hợp, đúng không? Tổng hợp tức là tổng hợp tất cả các chương thôi. Ra nó cũng dễ thôi mà, đúng không? Ok, thì bây giờ mình hôm nay đây thôi nhá. Xin chào lại các bạn trong video tiếp theo, thì mình sẽ cùng mọi người chuyển đến trước bộ bài tập. Và mọi người cứ vào đăng ký phát để xem cho đầy đủ nhá. Ok, bye mọi người. Bye.